đi tìm nhân vật bí ẩn trong tập 13 Hành trình rực rỡ đã đem đến nhiều giây phút giải trí thú vị dành cho khán giả. Tiếp nối hành trình tuần trước, dàn cast đến với đêm biểu diễn tại đêm chợ Helio. Đội bộ tứ rực rỡ khuấy đảo không khí với giọng ca của Bích Phương, phần rap vui nhộn đến từ Trường Giang, cùng màn vũ đạo ăn ý của cặp đôi ST Thiên Thạch và Thúy Ngân. Trong khi đó, đội tứ linh hội tụ mang đến cảm xúc vỡ hòa cho khán giả với màn trình diễn bùng nổ. Khả Như khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi. Bộ đôi ca sĩ Isaac Negip vừa thực hiện phần âm nhạc, vừa đảm nhận luôn phần visual. Đặc biệt, trầm cú Lê Dương Bảo Lâm mang đến màn trình diễn chơi đùa cùng lửa, khiến cho không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Kết quả chung cuộc, đội tứ linh hội tụ với màn trình diễn trái cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã giành về chiến thắng ở nhiệm vụ này. Sau đêm nhạc sôi động, các thành viên về nhà chung với thử thách tiếp theo, hai đội sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ ăn mì mà không để phát ra tiếng động lớn nào. Đội của Trường Giang bắt đầu trước và người mở màn là cô gái vụng về Bích Phương. Chưa kịp làm gì, Bích Phương đã khiến cho cả đội ăn búa khi lỡ tay xé gói mì, hơi mạnh tay. Anh già Trường Giang chỉ biết bất lực than thở. Ủa em kéo ra thôi, mà em cũng để người ta đánh đầu anh vậy hả? Đội của Lê Dương Bảo Lâm cũng không khá hơn, khi anh vừa mới bắt đầu bước đầu tiên đã bị đánh đến mất nhận thức. Isaac Negip cũng vụng về không kém, khi người trượt tay, người thì không may bị sặc cơn mưa búa về cho đồng đội. Kết thúc trò chơi, chương trình bất ngờ tiết lộ về người bí ẩn khiến các nghệ sĩ bắt đầu nháo nhào. Người đầu tiên rơi vào tầm ngắm là ST Thiên Thạch vì anh nhắc đến người bí ẩn quá nhiều. Tiếp đó, Thúy Ngân bị Trường Giang chỉ mặt đặt tên và thái độ kỳ lạ của nữ diễn viên càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Khả Như cũng nhận một phiếu từ Lê Dương Bảo Lâm với lý do giả vờ ngu ngơ. Cặp chị em Bích Phương Negip cũng rơi vào diện tình nghi nhưng lại bị Trường Giang phản bác. Không ai giao cho Negip phải thu tất cả các trò chơi vì bình thường nó cũng đã tự động thu rồi. Với sự bình thản hơn ngày thường, Isaac cũng bị ST nghi ngờ, còn Lê Dương Bảo Lâm lại âm thầm xin một vô từ Khả Như để mình được tham gia đường đua người bí ẩn cho bằng bạn bằng bè. Cuối cùng sau một hồi phân tích, mỗi thành viên đều nhận về một phiếu người bí ẩn. Riêng Thúy Ngân nhận hai phiếu từ Trường Giang và Negip. Kết thúc tập 12, chương trình tiết lộ nhiệm vụ của người bí ẩn khi tất cả các thành viên đều lần lượt bước vào một căn phòng bí mật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.